Hi, xin chào anh em, mình là Irene từ Coi 68. Hôm nay mình rất là vui khi được gặp lại anh em ở trong series giải mã dự án. Trong thế giới gameplay to earn thì dự án Metaverse World đang nỗ lực đem lại một cái Metaverse thực sự, một thế giới ảo kết nối với nhau bằng rất là nhiều cách rất là đặc biệt. Và hôm nay hãy cùng Coi 68 TV tìm hiểu về dự án này và cùng xem là chúng ta có nên đặt hy vọng vào dự án Metaverse World hay không nhé. Ok, không dài dòng nữa, hãy cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên hãy cùng đi tìm hiểu xem Metaverse World là gì nhá. Metaverse World là một dự án Metaverse có tính thực tế, có khả năng tích hợp các cái dự án game có tính cạnh tranh cao với công nghệ blockchain cũng như là với các game Metaverse hiện nay như là The Sandbox hay là Decentraland. Dự án Metaverse World thì mở ra một thế giới với khả năng kết hợp việc khám phá siêu thực tế này, khả năng nhập vai cũng như là định hướng giá trị. Đây là một hệ sinh thái trò chơi hiện đại mới được xây dựng trên công nghệ Unreal Engine hỗ trợ bởi blockchain nhằm đem đến một cái thế giới ảo không ngừng phát triển với những phản hồi và đánh giá từ cộng đồng. Tiếp đến chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về những đặc điểm nổi bật của dự án Metaverse World. Đầu tiên là về những sản phẩm của dự án Metaverse World nhé. Các sản phẩm chính của dự án thì bao gồm là mở ra một cái thế giới ảo này, thứ hai là tổ chức các cái sự kiện trong thế giới ảo, kế đến là tạo ra các NFT marketplace, phát triển các tựa game 3A hay là mở rộng trải nghiệm của các cái nhãn hàng hay là các brand, kế đến là phát triển cơ sở hạ tầng cloud và cuối cùng là tạo ra các nơi triển lãm NFT. Đặc điểm nổi bật thứ hai đó chính là Metaverse World giúp tạo ra các NFT độc nhất của riêng bạn. Người dùng khi tham gia vào thế giới của Metaverse World thì có thể tự tạo ra những cái phiên bản độc nhất của riêng mình mà không bị giới hạn bởi các bộ custom ở trong game. Hiện nay thì Metaverse World đang sở hữu hơn 10.000 ngoại hình khác nhau có thể tùy chỉnh, giúp cho người dùng có thể thỏa mãn đam mê sáng tạo cũng như là gia nhập vào thế giới Metaverse một cách dễ dàng hơn. Ngoài ra, Metaverse World cũng hỗ trợ tích hợp avatar từ Ready Player Me. Đây là một đặc quyền dành cho những người dùng đang tham gia vào hệ thống avatar của Metaverse World với hơn 1.700 ứng dụng hỗ trợ trên nền tảng này. Đặc điểm nổi bật thứ ba đó chính là dự án Metaverse World giúp hỗ trợ xây dựng một nền kinh tế ở trong Metaverse. Dự án Metaverse World thì hỗ trợ rất nhiều doanh nghiệp xây dựng một cái nền kinh tế ở trong Metaverse để tương tác với người dùng thông qua Metaverse. Với khả năng xây dựng một nền kinh tế cho các nhãn hiệu ở trong Metaverse thì dự án Metaverse World có thể giúp cho các nhãn hiệu tương tác với người dùng của mình thông qua Metaverse. Dự án Metaverse World thì giúp hạn chế tối đa rủi ro cho doanh nghiệp bằng một mô hình kinh doanh linh hoạt cũng như là không gian ảo. Doanh nghiệp thì sẽ không phải bỏ ra cả tỷ đô la để có thể gia nhập vào dự án. Một số các cái cơ hội mà dự án Metaverse mở ra cho các doanh nghiệp hay là các nhãn hàng như sau. Đầu tiên là một thế giới Metaverse hoàn chỉnh. Thứ hai là các cửa hàng ảo mà Metaverse xây dựng. Thứ ba là một NFT marketplace. Thứ tư là các sự kiện ảo do Metaverse xây dựng. Và cuối cùng là các cái phòng trưng bày NFT có thể tùy biến cho doanh nghiệp. Các chức năng này thì sẽ tăng cường khả năng trải nghiệm, học tập cũng như tạo ra vị thế của Metaverse World từ các data thời gian thực khi mà dự án cho thuê các cái không gian ảo hay là tạo ra các cái event sự kiện ảo. Bên cạnh đó thì Metaverse World cũng tập trung vào các thương hiệu B2B và dự án sẽ là cầu nối giúp cho các thương hiệu đi từ Web 2 lên Web 3. Metaverse World thì cũng giúp các thương hiệu tạo ra các cái trò chơi và các chương trình khách hàng thân thiết trong Metaverse dành cho người tiêu dùng và giúp cho khán giả của các cái nhãn hàng này dễ dàng tiếp cận với Web 3. Metaverse World thì đang xây dựng một IP Marketplace dưới dạng tài sản kỹ thuật số bắt đầu bằng NFT. Dự án thì cung cấp tính năng Brand Dashboard độc đáo dành cho các nhãn hàng. Hầu hết các marketplace hiện nay thì được thiết kế cho B2C, còn của Metaverse World được thiết kế cho thương hiệu B2B. Thương hiệu doanh nghiệp hay là thương hiệu cá nhân, người sáng tạo nội dung thì đều có thể dễ dàng thương mại hóa IP của họ thông qua việc minting, sale hay là NFT drop. Ngoài ra thì Metaverse World cũng xây dựng Metaverse as a Service, tức là xây dựng Metaverse như một dịch vụ, từ các gói cơ bản đến nâng cao hay là các gói custom. Metaverse World thì luôn đảm bảo mọi thương hiệu hợp tác với dự án thì đều nhận được sự hỗ trợ, khả năng truy cập cũng như là phát triển một bộ sản phẩm đầy đủ trên Web3, đồng thời sử dụng đồ họa AAA. Các chương trình khách hàng thân thiết thì được thiết kế và tối ưu hóa dành cho người dùng cũng như là cộng đồng đối tác của Metaverse World thông qua các mô hình quảng cáo Web3, minigame và trò chơi điện tử ở mọi góc độ khác nhau. Bên cạnh đó thì Metaverse World cũng xây dựng quyền riêng tư mặc định cho người dùng. Trong thế giới ảo và đa vũ trụ của Metaverse World thì công dân hay còn gọi là Meta Citizens thì có thể tận hưởng quyền riêng tư như là một cái tính năng mặc định. Trong đó thì chỉ với một nút bấm, họ đã có thể ẩn danh tính Metaverse của mình ở trong trò chơi. Và bằng cách áp dụng một Hyper Realistic Robot Layer, tạm dịch là một lớp robot siêu thực tế, vào thiết kế nhân vật thì công dân có thể tạo ra Digital Twin là thực thể song sinh của mình ngay từ đầu, một cái phiên bản của họ ở trong thế giới ảo,
cũng như là đưa hình đại diện Ready Player Me của riêng họ vào hệ sinh thái của Metaverse World. Ngoài ra thì Metaverse World cũng có khả năng trò chơi hóa, người dùng khi tham gia vào dự án thì cũng có thể tạo ra trò chơi của riêng họ để có thể kết nối với cộng đồng. Tính năng nổi bật tiếp theo đó chính là tạo ra các buổi hòa nhạc trong Metaverse. Dự án Metaverse World thì gần đây đã kết hợp với các nhạc sĩ, ca sĩ và các nhà soạn nhạc điển hình như là Emmanuel Mia đều tạo ra các buổi hòa nhạc thực tế ảo ở trong thế giới của Metaverse World. Điều này thì hứa hẹn sẽ bùng nổ trong tương lai khi mà nền nhạc số phát triển. Điểm nổi bật kế tiếp là phát triển một nền tảng All-in-One. Metaverse World đang phát triển một nền tảng mang tên là Immersive All-in-One Platform. Đây sẽ là một nền tảng hoàn toàn mở, sử dụng công nghệ Cloud kết hợp với Blockchain và công nghệ Unreal Engine để tạo ra một thế giới hoàn toàn mới. Nền tảng Metaverse World và toàn bộ hệ sinh thái của dự án thì đang sử dụng công nghệ điện toán đám mây Cloud được sử dụng cho hầu hết các game phổ biến hiện nay. Bên cạnh đó, Marketplace của dự án thì cũng cho phép người dùng trao đổi trực tiếp ở trên nền tảng này, tạo ra sự tiện lợi, dễ dàng cũng như là bảo mật dành cho người dùng khi giao dịch các tài sản điện tử như là NFT ở trên hệ sinh thái của dự án. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về những công nghệ đằng sau dự án Metaverse World. Đầu tiên đó chính là công nghệ Unreal Engine. Unreal Engine là một game engine hay là một cái phần mềm giúp xây dựng và tạo ra một cái game hay là một trò chơi điện tử ở video game. Unreal Engine thì cho phép người dùng sáng tạo ra các cái hình ảnh 3D, các cái hiệu ứng tương tác với các hình ảnh chất lượng cao cũng như là chuyển động mượt mà. Phần mềm này thì nổi bật với cái tính tùy biến bản đồ rất là cao, có thể tạo ra môi trường giàu vật thể với ánh sáng và màu sắc rất phong phú, mờ vân bề mặt khi ở xa. Ngoài ra thì Game Engine cũng có thể xử lý hiệu ứng âm thanh, hiệu ứng ánh sáng, hiệu ứng va chạm vật lý, xây dựng trí tuệ nhân tạo AI để điều khiển các cái nhân vật ở trong game. Công nghệ thứ hai đó chính là EVM Blockchain. EVM hay còn được gọi là Ethereum Virtual Machine là máy ảo của Ethereum. Có thể hiểu đơn giản thì các EVM sẽ đóng vai trò như là trung gian trong việc thực thi các cái smart contract hay là hợp đồng thông minh ở trên mạng lưới của Ethereum. Mỗi một Ethereum node được trang bị một EVM riêng và điều này thì sẽ đảm bảo tính bảo mật cũng như là phi tập trung của mạng lưới Ethereum. Thông tin về token của dự án cũng như là các thông số kỹ thuật của token Metaverse World thì mình sẽ để ở trên màn hình để anh em có thể theo dõi thêm nhé. Về roadmap hay là lộ trình phát triển của dự án thì anh em cũng có thể xem trên màn hình nhé. Hiện tại thì họ cũng đang tìm kiếm hơn 250 thương hiệu ở trong giai đoạn khởi đầu. Về cơ bản thì dự án sẽ xây dựng các cái thành phố ảo và làm game ở trong Metaverse. Sau đó thì phát triển Metaverse như là một cái service hay là một cái dịch vụ dành cho các doanh nghiệp hay là các cái nhãn hàng. Và cuối cùng là cho thuê các cái gian hàng này ở trên Metaverse. Về lộ trình phát triển trong tương lai thì anh em có thể xem trực tiếp ở trên website của dự án hoặc là GitHub của đội ngũ dev nhé. Mình thì sẽ đặt link cộng đồng cũng như là các trang mạng xã hội của dự án Metaverse World ở dưới phần description box để anh em có thể theo dõi và tìm hiểu thêm về dự án này nhé. Và hiện tại thì họ cũng vừa kết thúc đợt testnet alpha launching vào tháng 10. Anh em có thể join vào Discord để có thể kiếm whitelist của dự án. Về team phát triển của dự án thì anh em có thể theo dõi thêm ở trên màn hình. Chúng ta có thể thấy thì đây là một team khá là trẻ nhưng mà cũng đã có kinh nghiệm khá là sâu ở trong thị trường blockchain. Thêm một số các cái thông tin cho anh em là CEO thì đã từng làm việc tại tập đoàn Huawei và CTO thì cũng có khá kinh nghiệm ở trong việc dev blockchain cũng như là các dự án crypto. Về backer cũng như là partner của dự án Metaverse World, chúng ta có một số cái tên nổi bật như là Phoebe Capital này, Launchpool hay là NextGen, các anh em có thể theo dõi thêm ở trên màn hình nhé. Và cuối cùng, sau khi đi tìm hiểu về dự án Metaverse World thì anh em hãy cùng Irene đi đánh giá xem là chúng ta có nên đầu tư vào dự án này hay không nhé. Về tổng quan thì mình đánh giá là dự án Metaverse World là một dự án gaming Metaverse khá là tiềm năng và đang đem lại những cái trải nghiệm khá là thú vị cho người dùng ở trong tương lai. Tuy nhiên, để có thể phát triển thì mình tin là dự án sẽ cần khá là nhiều tiền cũng như là cần phải giải quyết được vấn đề người dùng. Hai dự án về Metaverse gần đây là Decentraland và The Sandbox đang gặp phải vấn đề rất là lớn khi họ được định giá cả tỷ đô la. Tuy nhiên, số lượng người dùng thực tế thì rất là thấp. Vì vậy, để cạnh tranh được thì Metaverse World cần phải có những bước đi vững vàng hơn cũng như là liên tục phát triển sản phẩm của họ ở trong tương lai. Hiện nay thì token của Metaverse World vẫn chưa được bán ở bất kỳ đâu. Vì vậy anh em có thể theo dõi kỹ hơn những bước phát triển của dự án để đánh giá xem là chúng ta có nên đầu tư vào token của dự án hay không nhé. Và mình luôn nhắc lại đây sẽ không phải lời khuyên đầu tư và anh em hãy luôn sáng suốt trước mỗi quyết định xuống tiền của bản thân nhé. Vậy là mình đã giới thiệu cho anh em về dự án Metaverse World. Anh em nghĩ sao về dự án này và anh em đánh giá về tiềm năng của Metaverse trong tương lai sẽ như thế nào? Hãy comment nhận định của mình ở phía bên dưới. Và nếu anh em thích thì hãy like, share và subscribe cho Coin68TV. Mình sẽ hẹn gặp anh em ở trong những video tiếp theo. Bye!